Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sang một kiến thức mới mà rất là khó. Chị các bạn chú ý nhé. Rất là khó. Tức là chúng ta học sang một kỹ thuật lập trình mới của Scratch mà chúng ta chưa hề biết. Đó là gì? Đó là cái chức năng nó gọi là nó tạo ra mà từ một nhân vật gốc chúng ta có thể tạo ra nhiều các cái phân thân của mình, hay nó gọi hay là cái lệnh quét clone myself đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay nó gọi là clone, tức là từ một nhân vật gốc này chúng ta tạo ra nhiều nhân vật khác giống hệt như vậy, kiểu như là các con thấy như là như là Tôn Ngộ Không ấy, có thể biến hóa thành nhiều Tôn Ngộ Không khác. Đấy thì trong Scratch nó có chức năng đó rất là hay, đây chức năng rất là hay mà rất là đặc biệt. Mà tất cả những cái chương trình mà khó đấy, khó đều bắt buộc phải dùng cái chức năng phân thân này hay là clone nhé. Đấy, thì đây là cái chức năng nằm ở chỗ là control này, nằm ở cái lệnh này nhé, đây này. Nó có mấy lệnh này, lệnh này này là 1 này, lệnh này là 2 này và lệnh này là 3, nó có 3 lệnh liên quan đến cái clone đó nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học một số cái bài đơn giản liên quan đến clone nhé. Rồi chúng ta sẽ kết thúc là chúng ta sẽ làm một chương trình hoàn chỉnh, mặc dù cũng là đơn giản thôi, xem nó như thế nào nhé. Thì như vậy là gì? Như vậy là đây, bây giờ con mèo, đây là con mèo, khi mà chúng ta có nhân vật mới tinh này, con mèo này thì là con mèo người ta gọi là nhân vật gốc nhé. Nhân vật gốc thì từ nhân vật gốc này chúng ta có thể tạo ra các cái nhân vật khác giống hệt mình. Đấy. Thì nó gọi là phân thân hay nó gọi là clone. Thì khi tạo ra clone như vậy thì nó giống hệt cái con mẹ, con gốc đó. Chứ nó rất là khó phân biệt. Mà chúng ta sẽ phải cẩn thận lắm để mà điều khiển cái đó. Đây này. Thì mình làm thử nhé. Đây. Thì đây là cái lệnh mà để tạo ra một cái clone. Bây giờ chúng ta lập trình này. Bây giờ giả sử thầy làm một lập trình như đây. Giả sử là vào chương trình này. Thầy sẽ cho con mèo này là tạo ra 3 clone thì làm như này. Chúng ta lập trình bình thường thôi, chúng ta tạo lệnh là repeat này, 3 này, 3 clone này, tôi để vào đây này. Đấy. Thì cái lệnh thì khi mà chạy chương trình thì máy nhất tạo ra là 3 cái con phân thân của con mèo gốc. Như vậy trên màn hình sẽ có là nhân vật gốc là 1 nhé, 3 nhân vật kia là 4, sẽ có 4 nhân vật. Chúng ta cùng xem thử nhé, chạy thử này. Rồi. Đấy, tạo rồi đấy. Nhưng mà sao? Khi tạo rồi thì nhân các nhân vật đó nó nằm tại chỗ, cho nên là chồng với nhau. Thầy kéo thử ra nhé. Đấy, 1, 2 này. Có thấy có 4 con chưa? Đấy, như vậy là từ một nhân vật gốc, chúng ta tạo ra 3 nhân vật khác giống hệt. Như vậy là 4 con này là giống hệt nhau, nhưng mà chỗ này 4 con này thì có 1 con là gì? Là gốc. Còn 3 con kia là gì? Là phân thân hay là clone. Bản sao ạ? Đấy, là cái bản sao, đúng rồi. Mà giống hệt nhau, rất khó phân biệt được con nào là con nào. Thấy không nào? Chỗ này là rất là khó đây. Thế làm thế nào để mà chúng ta có thể điều khiển được từng con vật này? Đấy. Làm thế nào để biết được để phân biệt giữa con vật này và con vật khác? Làm thế nào để biết được rằng là cái con này này là con này là con gốc hay là con hay là một bản sao? Đó. Cho bốn con này nhá. Cho bốn con này thì là có một con là gốc và 3 con là bản sao. Nhưng bây giờ chúng ta không biết được con nào là gốc, con nào là bản sao, nó giống hệt nhau. Thì mình làm nào để phân biệt được? Và sau này chúng ta sẽ phải học lập trình để điều khiển từng con này một này, từng con vật này một. Đó. Được chưa? Thì bây giờ trước mắt là ở những lệnh đầu tiên này thì các con vật này là giống hệt nhau, nhưng mà tương lai chúng ta sẽ học cách cho đó là chúng có thể thay đổi trang phục đi. Con vật này là màu vàng, con vật này đổi thành màu xanh, con vật này đổi thành là màu trắng, ví dụ như vậy nhé. Hoặc thậm chí có thể thay đổi hình. Con nghĩ là con thấy là có cái lệnh lập trình cho cái bản sao với thầy ạ. Ừ đúng rồi đấy, ừ nhé. Đấy. Thế bây giờ sẽ lập trình tiếp này. Khi mà chúng ta tạo ra được một cái khi tạo ra được một 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 cái nhân vật nhé,
clone nhé, bản sao nhé, thì nhân vật đó sẽ lập tức chạy chương trình này. Đây, nhân vật đó sẽ lập tức là chạy các cái lệnh ở trong cái nhóm này. Đây, trong cái nhóm này. Đấy. Lệnh này có tên là When I Start as a Clone. Thì tất cả những lệnh ở đây này là nó sẽ là khi mà một clone được tạo ra thì lập tức nó chạy cái lệnh ở đây. Thì cái chương trình này, cái chỗ này là nó sẽ gì? Là nó sẽ điều khiển tất cả các clone. Bây giờ thầy làm thử nhé. Đây. À, chú ý thêm điều nữa này, tức là khi chúng ta mà kết thúc chương trình thì tất cả clone là mất đi hết, còn lại mỗi nhân vật gốc thôi. Thì biệt thầy trong đám này thì không biết đâu là con đâu là trong trong chỗ này thì không biết đâu là con nào là con gốc, con nào là con clone. Nhưng biệt thầy chỉ việc đóng lại hiện nay ra thì tất cả ba con clone nó sẽ mất đi và còn lại một con là con gốc thôi. Tắt bấm này này. Đấy, những con này chỉ là con gốc nhé. Đấy. Rồi thì bây giờ làm trình này. Thì tạo ra ba con clone. Và khi tạo xong thì chương trình này thầy sẽ cho gì? Nó cho chạy ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Thì như vậy là sẽ gì? Ta biết ngay, nhưng mà con vật là bản sao nó sẽ chạy trên màn hình. Còn con vật gốc thì nó đứng im. Bây giờ làm thử nhé. Đây. Thì làm thử nhé. Đây con vật này này. Thầy sẽ cho nó chạy như thế này. Đây, cho nó vào cái vòng là forever đi nhé. Rồi. Và thầy cho nó quanh di chuyển quay về một cái hướng bất kỳ ngẫu nhiên 360 chẳng hạn nhé. Đấy, và cho nó di chuyển với vận tốc là chậm chậm thôi, di chuyển về phía trước như là vận tốc là 5 này, và góc cạnh thì quay lại đây đó. Thì như vậy là đây là lệnh sau này. Khi bấm đây này thì lệnh này sẽ tạo ra nhân vật gốc này, tạo ra ba clone, ba cái bản sao, và mỗi bản sao như vậy chạy chương trình này. Chương trình này sẽ chạy cho tất cả, đây là chương trình mà dùng cho là mọi cái bản sao sẽ chạy theo chương trình này, vì lệnh là cái lệnh đó là khi mà tôi bắt đầu bằng clone. Đấy, lệnh này như vậy nhé. Đó. Thì chúng ta chú ý như vậy là tất cả những lệnh mà nằm trong cái nhóm lệnh này này là cái lệnh để điều khiển các con clone. Rồi, chạy thử nhé. Các bạn thấy là ba clone sẽ chuyển động, còn nhân vật gốc đứng im. Không, đây này. Ủa, nó chạy đấy, chạy rất là chậm. À, vì nó xoay nhiều quá đâu mà. Thôi, thầy làm lại cho không hay, nhưng thầy để nó không hay lắm. Để đấy mới hay, thầy để cái này lên trên mới hay. Đó, nó quay vào hướng nó chuyển động, thầy để như vậy không hay lắm. Đây, bị làm thử nhé, mình làm thử lại này. Đấy, thế này nó mới hay này, nhìn nhá, bắt đầu này. Nó, một con vật nó xoay về một hướng cố định ngẫu nhiên, xong nó chuyển động về phía trước. Đây, chạy thử nhé. Đấy, như vậy là các con vật này là con vật chuyển động là chính là con gì? Chính là con bản sao, là bản là clone. Còn con gốc là con này này, là con ghim, là con gốc, được chưa? Đấy, các bạn thấy không nào? Đó nhé. Thế như vậy các bạn thấy là cái em là như vậy. Bây giờ nhé, bây giờ thầy sẽ làm như này. Bây giờ thầy sẽ làm như sau này. Thầy sẽ cho các con vật này là con vật mẹ là con mèo, còn con vật phân thân kia là được thay đổi thành những con vật khác nhau, con chó, con hổ, con gì đó nhé. Đây, làm thử đây. Cái làm như sau nhé. Bây giờ thầy sẽ cho các con vật này là thay đổi trang phục đi, như vậy là mỗi một phân thân nó thành con vật khác. Thì như vậy là ý nghĩa đầu tiên của bài tập này là gì, của kia này là gì, là dùng phân thân chúng ta không cần tạo ra nhiều nhân vật, chỉ cần một nhân vật thôi là nó có thể đại diện cho nhiều nhân vật khác. Làm thử nhé. Đây, chúng ta tắt thử thử này. Đây, con mèo nhé, con mèo chúng ta là đây là con mèo, nó có hai biệt thêm, tắt cái này đi, bị thêm nhân vật vào đây. Đây, thêm nhé. Con vật thứ hai này, con vật thứ hai là con cánh cam này. Đấy. Con vật thứ ba là con vật thứ ba thầy cho là con gì đây, là con cua này nhé. Con vật thứ tư, con vật thứ tư đây, con vật thứ tư mà để cho là con chó nhá. Đó, thế như vậy như sau này chúng ta vẫn để như vậy thôi, nhưng mà chúng ta làm như này. Đây, vì làm sao cho nó thay đổi được là
làm sao cho nó thay đổi được, để cho nó trở thành là gì, là mỗi ba con vật mẹ nhé. Đây chúng ta chú ý, con vật mẹ là con mèo, nhưng mà các con vật là phân thân ấy thì nó sẽ lần lượt, nó sẽ là gì, nó sẽ là cánh cam này, cua này và chó. Thì làm thế nào bây giờ? Đây thì chúng ta làm thế này, thì chúng ta là khi mà chúng ta khởi tạo ra cái phân thân ấy, thì cái phân thân này nó sẽ gì, nó sẽ thay đổi cái nhé, thay đổi. Đấy, thì bây giờ các làm như này nhé. Đây thầy sẽ làm cho các bạn thử xem các cách chúng ta có thể biến đổi cái con vật như sau nhé. Đây bây giờ thầy mới nhiều cách làm đó, đây là một cách làm nhé. Thầy tạo ra một cái biến nhớ đặt tên đó là STT, số tự thôi, con vật thôi nhé. Thì số 1 là thì là mèo này, số 2 này này, số 1 thì là con mèo, số 2 là con cánh cam, số 3 là con gì, số 3 là con cua, số 4 là con chó. Bây giờ thầy làm như sau nhé. Đây đây nhé, bây giờ mặc định nó là mèo này. Đấy thì bây giờ thầy mới set cái STT này là 1 nhé. Thì mặc định con vật mẹ nó sẽ là đây nhé. Rồi thì bây giờ thầy lập ba cái này này, ba là như sau nhé. Đây thì với mỗi con vật là clone thì thầy sẽ tăng cái trên cái STT này tăng lên lên một đơn vị, tăng lên một đơn vị. Đấy sau đó thì con vật này thầy đổi nó sang, đây thầy dùng lệnh này, lệnh là đâu rồi, switch switch custom to nhé. Thầy đổi nó sang số số nó cho phép là thay đổi mà thay đổi cái trang phục sang cái số thứ tự này. Đấy, được phép như vậy nhé. Như vậy là tăng lên là ba, ta tăng sẽ làm thành là 2 3 4. Thì khi mà tạo ra con vật đó thì nó sẽ là cái nó sẽ đổi màu, và khi khi mà xuất hiện thì nó sẽ thành các vật khác nhau. Nhưng mà ở đây khi thoát ra ta phải đổi trở lại cái con cũ, ta đổi trở lại cho về con gốc. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta switch custom to. Ở chỗ này thì có một lệnh nữa, thì đặt lại cái chế độ, đặt lại cái STT này là 1, quay trở lại là thành 1. Và chỗ này thì chuyển lên về 1. Đây là để gì? Cái này là để nhân vật mẹ đấy, nhân vật gốc ấy sẽ quay trở lại cái trang phục là 1, là con mèo. Như vậy con gốc mẹ là giữ nguyên. Còn ba con vật kia sẽ lần lượt sẽ là gì? Sẽ là cánh cam, cua và chó sẽ di chuyển trên màn hình. Làm thử nhé, chọn xem nhé. Đây cho thử. À, bấm vào đây này. Đấy, thấy không? Như vậy là các bạn có hiểu không? Như vậy đây là con vật này, nó là các trang phục của chính con mèo này, và nó chính là các phân thân của con mèo. Như vậy có thể trong bài này thì cái phân thân đó nó có trang phục khác nhau, mà chúng ta cảm giác như là có 4 nhân vật vậy, mà thực chất nó chỉ có 1 thôi, nó chỉ có 1 nhân vật thôi. Đấy nhưng mà như vậy ở đây chúng ta thấy là đây là cái bài đầu tiên chúng ta ghi lại, là bài 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 đầu tiên của hôm nay nhé, để chúng ta nhớ lại. Hôm trước là chúng ta học buổi thứ ba. B31 đúng không? Phân thân. 4 phân thân. 3 phân thân nhé. 3 phân thân. Đấy. Chúng ta làm đây cái bài đầu tiên để các bạn là hiểu cái ý nghĩa của cái ý nghĩa của cái khái niệm là cái lệnh khởi tạo phân thân. Thì ra chú ý lệnh khởi tạo phân thân chính là lệnh là create clone này này. Đấy là khởi tạo một phân thân. Và khi khởi tạo ra số lệnh này thì nó sẽ khởi tạo, khi khởi tạo ra phân thân thì nó giống hệt nhân vật mẹ, nhân vật gốc nhé. Ở đây này nhân vật gốc phải đổi trang phục để khi tạo ra
nó có trang phục đó. Như vậy là mèo sẽ phải đầu tiên mèo đổi thành gì, mèo đổi thành cánh cam và tạo phân thân, thì phân thân đó nó có hình dạng là cánh cam. Tiếp theo là tăng ST lên 2 lên 3 là mèo đổi, mèo sẽ phải chuyển sang trạng thái là con cua và khởi tạo phân thân, thì phân thân nó sẽ là con cua. Tiếp theo mèo lại đổi trang phục thành con chó, tạo clone thì clone nó sẽ là con chó. Và cuối cùng khi tạo xong rồi thì mèo sẽ quay trở lại đây, mình quay trở lại cái trang phục một là trang phục con mèo. Và chị mình thấy rõ là con mèo đứng 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 một chỗ, thấy không nào, đây là nhân vật gốc này. Còn ba cái nhân vật này này là các phân thân của mèo, được chưa? Như vậy cái bài tập này là bài tập mà chúng ta thấy ý nghĩa của phân thân là gì. Của phân thân là chúng ta không cần tạo nhiều nhân vật, nó rất là phức tạp khó bị kiểm soát, chỉ cần một nhân vật thôi. Nhưng mà với nhiều trang phục là chúng ta có thể dùng phân thân để hiển thị các con vật trên màn hình. Các con đã hiểu chưa? Nhá, chúng ta ghi vào này đi. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Chúng ta học. Không làm được sao ạ? Đó, Làm được chưa? con không hiểu đấy ạ. Có hiểu không? Ờ, còn làm được sao ạ? Không hiểu à? Làm theo theo thầy đấy, có gì mà không hiểu. Nhớ chúng ta tạo ra con mèo này và chúng ta mà vào cái costume, chúng ta sẽ bỏ đi những cái costume, cái trang phục số 2, và chúng ta thay bằng là có các trang phục là con canh cam, con cua, con chó đấy. Sao chúng ta lập trình như này thôi là ra thôi mà, vì đơn giản thôi mà, đúng không? Các bạn làm cái nào làm gì để hiểu đi, cái phần này là cái phần tương đối khó đấy nhé, mà chúng ta phải cẩn thận làm, phải làm cho các bạn phải cẩn thận từng bài một để chúng ta hình dung. Đây là phần nâng cao mà nhé. Làm thế Thầy làm nào, xong có phải nộp lên nhóm sách không ạ? gì cơ, Làm xong có phải nộp lên nhóm sách không ạ? làm lên, nó lên cũng được, nó lên đi, thầy cũng sẽ Có nộp, nộp lên được thầy cũng sẽ nộp sau cái bài này nhé. Nào, làm thế nếu nào, em không nộp được, giờ cháu vẫn làm được. làm được chưa? Rồi, nó mình chạy bình Con thường. Lấy đuổi đời trong phục kiểu. nó chạy không, chạy trên màn hình của thầy không, nó chạy như vậy không? Dạ, vợ có mình chạy như rửa nhưng mà trong phục lại. Sửa trang phục đi. Nói như này thì mới đúng này nhé. Đấy, các bạn làm thế nào để sau đó ghi vào đi.
hiểu không nha. Nhưng mà thông thường ấy là như này, thông thường là khi mà chúng ta dùng clone ấy thì người ta khi mà đã dùng clone rồi thì người ta ít khi mà để con nhân vật gốc này cùng với clone, mà thông thường là người ta ẩn đi, ẩn con gốc đi, chỉ cho clone chạy thôi. Rồi thì bây giờ thầy sửa bài này nhé. Thầy sửa bài này thầy cho cả bốn con cùng chạy và bốn con đều là clone cả, nhưng con nhân vật gốc ấy thì ẩn đi, được chưa? Rồi chúng ta sửa một tí nhất, ta sửa cái trình này thôi, sửa như này này. Thông thường khi một cái bài tập của chúng ta mà cần nhiều clone ấy, phân thân ấy, thì nhân vật gốc sẽ ẩn đi, không hiện, mà trên màn hình chỉ hiện các clone thôi, mà chúng ta sẽ điều khiển các clone đó thôi. Chỉ ít khi mà như này, ít khi mà vừa nhân vật gốc vừa nhân vật clone mà cùng hiện trên màn hình. Bây giờ thầy sẽ làm như sau nhé, thầy cho cả con mèo cũng 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 chuyển động, cả năm cả, cả tất cả cùng chuyển động nhé. Nhưng mà tất cả đều là clone hết, tất cả đều là phân thân hết, và chỉ con vật nhân vật gốc sẽ ẩn đi. Rồi làm thử nhé. Đây thì sửa tí tiêm nhẹ thôi. Bây giờ bắt đầu trình này, cái trình này nhá, thầy sẽ cho nhân vật gốc là ẩn đi này. Thầy dừng này nhé. Đây khi bắt đầu trình thầy sẽ cho nhân vật gốc là ẩn đi. Đây ẩn đi đó, ẩn đi nhá, thấy không nào, ẩn đi. Sau đó thì làm như sau. Bây giờ thầy không phải thầy tạo ra làm một tạo ra là làm một clone, thầy tạo ra là bốn clone ứng ứng với bốn cái nhân vật này. Cái này 1 2 3 4. Rồi, thầy làm như sau nhé. Thầy để cái chỗ này là không, là không này. Chỗ này là thầy repeat là bốn lần này nhé. Đấy, và tăng lên, và tăng lên nhé. Sau cùng khi mà kết thúc ấy thì bỏ cái này ra. Thế được, thế để về đây thầy cho cái này là thật ra là không 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 quan trọng nữa. Thầy bỏ cái này đi và thầy cho cái này về không, về không, lại về không nhé, để cho nó là sau nó thật ra không cần bỏ luôn. Thì nhưng mà gốc là ẩn mà, ẩn này, nhưng gốc là ẩn đi thì tạo clone nó cũng ẩn đi. Thế bây giờ thầy cho hiện lên này, show ở đây này, show lại này đó. Như vậy là nhân vật clone sẽ khi mà khởi tạo rồi thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đây thầy nhắc lại nhé, đây là cái chương trình mà sẽ tất cả clone sẽ cùng chạy một chương trình này. Các bạn chú ý nhìn nhé, đây này, đây là chương trình điều khiển các clone khi mà khi clone mới 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 tạo ra, thì khi clone tạo ra chúng ta sẽ hiện ra. Còn nhân vật gốc thì luôn 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 ẩn đi. Và đây chúng ta có, đây là có bốn cái bộ tạo bốn clone kể cả mèo nữa, được chưa? Bắt đầu tôi là không, cho tăng lên một sẽ là 1 2 3 4, thì đúng là có bốn nhân vật thật. Chạy thử nhé, đây này. Đấy, bây giờ là khác trước rồi, bây giờ cả bốn nhân vật trên mình này đều là clone hết, đều là clone cả nhá, đều là phân thân cả, đều là bản sao cả. Còn bản thân cái nhân gốc ấy ẩn đi rồi. Cái này ẩn đi đây này, chúng ta không nhìn thấy nhưng mà gốc nữa, được chưa? Đó Thầy ơi, thầy sao bị các bạn mình cái không có hiện combo lên luôn thầy. Của sao em nữa không có hiện combo lên luôn thầy. Không hiện cái Em gì? chỉ có lẽ không có xác định được chỗ mua là con đó, cho nên em không bấm sau được, con em bấm sau được thầy. Sao bấm được? Bị thử ghi bài này nhé. Bài này là bài bài là B32, B3.2 nhé. Đấy là bốn phân thân, bốn phân thân nhé, không phải là ba nữa. Đấy chúng ta như ta làm là các bạn thấy có hai bài chưa? Đấy, tắt đèn làm lại này, tắt đèn này. Đấy, ẩn đấy nhé, ban đầu là nhân vật gốc sẽ ẩn đi, bấm lên nó mới chạy này. Đấy, thấy không nào? Như vậy là cái bài này là chỉ có một nhân vật thôi, thấy không nào? Nhưng mà trên màn hình sẽ hiện ra là bốn nhân vật đang đang di chuyển. Các bạn có thấy hay không nào? Và như vậy là cái ý nghĩa của cái phân thân là nằm ở chỗ đó. Thì phân thân là cái phần mà là khó nhất luôn đấy, khó nhất của cái Scratch này. Ai mà lập trình điều khiển phân thân mà thành thạo thì chứng tỏ người đó đã thành thạo Scratch rồi. Cho nên chúng ta phải học cái này, là chúng ta làm cẩn thận, ta làm dần dần sẽ hiểu dần nhé.
ta làm là hai bài đầu tiên đây này. Các bạn làm đi cho ghi ghi vào nhé, xong ta đưa lên trên nhóm nhá, đưa lên trên website nhá. Cái bài này chỉ là ban đầu thôi, chưa là khó đâu, sau nó mới khó dần nhá. Làm được chưa? Em đã có hai bài rồi ạ. Ừ, tốt quá, ừ, quá tốt luôn nhé. Dạ chọc và làm mấy chị cậu lớp anh lại cháu được chưa? Bây hôm giờ cháu trang phục anh biết tao bao nhiêu khi sinh viên cửa gì cơ? Thì cháu là cháu cùng đơ bỏ trang phục giống như thầy thôi, nhưng mà hôm nay hiện ra hãy bao nhiêu trang phục tôi thích. Của chúng ta trong chỉ có bốn con này thôi này nhé. Bốn con đó đúng là bốn con đó thật, nhưng mà chỉ có là một con cua là không biết, hay là có điện tử hai con ăn chó. Được rồi, bây giờ thầy sẽ như sau nhé. Làm thầy sẽ bài này thầy sửa một chút, thầy cho nó khó hơn này. Bây giờ thầy muốn như này nhé, bây giờ thầy muốn như sau này, khó hơn nhé. Bây giờ như này, bây giờ thầy muốn rằng là tạo ra bốn phân thân, nhưng mà bốn phân thân này nó vừa đi nó vừa nói. Chẳng có mèo nói là con mèo vừa đi vừa nói là tôi là mèo đây, con chó vừa đi vừa nói là tôi là chó đây, con cánh cam vừa đi vừa nói là tôi là cánh cam đây, và con cua vừa đi vừa nói là tôi là cua đây. Làm thế nào bây giờ? Biến nó lại làm thế nào để mỗi nhân vật có một cái tên riêng của mình mà lại vừa đi vừa nói cái tên riêng đó của mình. Đấy, thì bây giờ cái bài này là khó hơn nhiều. Chúng ta phải đặt tên cho từng cái đặt tên cho từng từng phân thân một thì làm thế nào đó, thì các bạn chú ý nhé. Bắt đầu các bạn chú ý bài này khó hơn nhé, tức là vẫn như thế này mà thầy sẽ sửa lại một chút thôi. Bây giờ thầy sửa lại làm thế nào để chúng ta có thể cho mỗi phân thân có một cái tên riêng của mình đó. Thì cái làm là như sau này, các bạn chú ý nghe này, phần này là phần khó nhất đấy, sang cái bài số 3 này là rất khó. Thế bây giờ như sau này, ở trong mà chúng ta biết là ở trong Python, trong có cái lệnh để chúng ta tạo ra cái biến nhớ, đúng không nào? Thì cái biến này, cái biến mà chúng ta tạo ra bình thường là cái biến chung, nó gọi là biến tổng thể nhé, là tất cả nhân vật đều nhìn thấy biến đó và đều có thể chỉnh sửa được cái giá trị của biến. Chúng ta biết rồi, chúng ta học rồi nhé. Nhưng mà ở trong Scratch nó cho phép là mỗi nhân vật có thể tạo ra cái biến riêng của mình đó, cái biến riêng rất là hay đấy. Thì cái biến riêng này là có ý nghĩa như sau, là mỗi một cái phân thân ấy là có thể có một tên riêng, có cái biến riêng để dùng đặt tên cho phân thân. Đấy, thì có làm được không? Đây nhá, bây giờ thầy làm cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ làm chuyện đó và chúng ta sẽ thấy ngay rất là hay. Đây nhá. Bây giờ thầy shop đây, bây giờ thầy đang là con vật đây này, thì bây giờ thầy tạo một cái biến nhớ có tên là tên name. Đây các bạn thấy nó có hai cái điều ở cái bên này mặc định là biến nhớ là đây là bên là
đây là biên nhớ, là biên nhớ chung nhé. Còn bên này này là biên nhớ riêng của từng từng nhân vật. Thì như vậy chúng ta tạo ra biên nhớ riêng của từng nhân vật thì mỗi phân thân sẽ có một cái biên nhớ riêng nhé. Và việc thì bấm vào đây đó, thì đặt biên nhớ của tên là tên, tên tiếng Việt đi, tên nhé. Thì cái biến tên này này là cái biến là bấm vào đây này là nó thuộc cái loại là biến nhớ riêng, các bạn chú ý nhé, các bạn ghi vào đi, biến nhớ riêng. Thì biến nhớ riêng này sẽ gán cho từng phân thân một đó, chúng ta quan tâm nhé. Đây rồi, thế bây giờ thầy làm như sau, thế bây giờ thầy làm như thế này, thầy sẽ em gán cho cái mỗi nhân vật là có cái tên riêng cho mình, tên riêng. Thì cái làm như sau, để những cái làm mà chúng ta có thể tách riêng ra để gán, hoặc chúng ta có thể làm chung được, để thầy làm chung cho các bạn nhé. Đây thì ở trong đây thầy làm một cái này khó cho các bạn chú ý quan sát nhé. Ở trong Scratch nó có cái lệnh này này, cái này là cái lệnh là tạo ra đây là cái chữ này là tạo ra các từng biến nhớ một. Còn ở đây này là cho phép tạo ra nhiều biến nhớ cùng một lúc trong một cái dãy nhé. Đây mình thầy bấm vào đây thì tạo ra một cái dãy đấy, thầy đặt tên là name này, cái dãy này để lưu tên của các phân thân nhé. Đây là cái list hay là các một cái danh sách nhé. Đó thế bây giờ thầy đặt tên các nhân vật này, bấm lên thầy nhập này, đến cho phép nhập nhé. Tên của đây đầu tiên là thầy gõ chữ mèo này, thứ hai là cánh cam này. Thầy ơi, thầy giảng lại vì con mới vô phòng. Gì? Các bạn làm theo thầy đi nhé. Cánh cam này, số 3 là số 3 là gì nhỉ? Đây số 3 là cua nhé, số 3 là cua nhé, và số 4 là chó nhé, chó đấy, được chưa? Đấy thì cái này nó làm cái biến nhớ thuộc cái dạng là list, gọi là nó là list tức là danh sách, tức là nó có thể là nó có nhiều biến nhớ cùng lúc, chúng ta có thể nhập nhiều tên vào đi cùng lúc nhé. Nhưng ở đây chúng ta nhập có bốn cái tên thôi, thì ứng với là bốn cái tên là nó sẽ là mèo, cánh cam và cua và chó ở đây nhé. Rồi thì đây là các cái danh sách này là làm cái dãy số, làm cái dãy tên cho hiểu nhiều như vậy nhé. Một cái dãy tên, cách khởi tạo ra đó mới là khởi tạo thôi. Đây còn đây là cách chúng ta nhập, đây nhập trực tiếp vào nó nhé, biểu chúng ta đóng cái này. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này, đây là cái biến nhớ, cái biến mà có tên là name nhé, và có các cái dữ liệu ban đầu là nó có bốn dữ liệu, một là mèo, dữ liệu hai là cánh cam, dữ liệu ba là cua, dữ liệu bốn là chó, là cái chữ chó đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhân nạp cái tên này vào từng cái biến tên này, cái biến tên này của con nhân vật. Thế là như sau nhé, đây này, chuyện này chúng ta change stt by 1 và sau đó chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ set cái biến tên, gắn cái biến tên nhé. Gắn cái biến tên này là cái gì, là cái số thứ tự của cái tên này, của cái biến name này này. Hơi khó một tí nhé các bạn, có chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta vào cái này đấy, và chúng ta kéo cái tên này ra. Đây là cái tên số, cái tên ứng với số thứ tự của cái biến name này, ta đưa nó vào đây, gắn vào cái tên này. Cái tên này là cái tên riêng, cái tên này là cái biến nhớ, là cái biến nhớ dạng gì, là cái biến nhớ dạng 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 là biến nhớ riêng của từng nhân vật mà chúng ta đưa nó vào đây. Đấy. Được chưa? Và bây giờ thì sau khi gắn cái này rồi thì mỗi nhân vật có một cái tên riêng. Cái này chỗ này khó các bạn nhé. Đấy. Chú ý cái là cái biến tên là chúng ta phải gắn, chúng ta phải tạo ra biến là biến kiểu, là kiểu riêng của từng nhân vật. Đấy. Và chúng ta gắn cái số tựa này, số tựa này là 1 2 3 4 thôi nhé. Và cái name này là cái biến dạng dạng dãy đây. Là cái này, chính là mèo cánh cam. Như vậy là con vật thứ nhất
clone thứ nhất sẽ là ở nguyên là tên, con tên này này là mèo, con vật thứ hai con tên là cánh cam, con vật thứ ba con tên là cua, con vật thứ tư con tên là chó đó. Mà bây giờ chúng ta sẽ cho con vật đó là nói như sau nhé. Đây ở chỗ này này, khi đang chuyển động rồi thì nó sẽ vừa đi vừa nói. Đây chúng ta làm như này nhé. Đây chúng ta có thể là hay hơn nữa, chúng ta cho một lệnh ra bên ngoài cho nó hay, cho nó để cho nó song song với nhau nhé. Chúng ta vào đây này, chúng ta vào cái lệnh này cho nó song song này, song song cái này này nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho vào một cái lệnh, một cái vòng lặp mà vô hạn, xong cô vật một nó sẽ chờ, nó sẽ wait. Wait này là wait khác nhau nhé. Nè, nó sẽ chờ là mỗi con vật sẽ chờ khoảng từ một chuyến một chuyến 5 giây thôi, chắc cần nói luôn nhỉ, để thế nhé, để cho nói luôn, để cho bắt nói luôn cho dễ nhé. Chúng ta vào cái lệnh nói này này, say này, đấy xây nhá, có thể xây này hoặc là xây này, xây này thì nó dừng lại, nó nói, nó đi tiếp cũng được, thôi dừng lại cũng hay, cả nó dừng lại nói cũng được đấy, dừng lại 1 giây nói nhé. Này dùng dùng luôn cái tên này để nói nhé, chúng ta vào cái biến này, chúng ta gọi cái tên này, đây đang chạy này thì dừng lại nói một tí, nói xong lại lại đi tiếp, dừng lại 1 giây sẽ đi tiếp. Đấy, như vậy là mỗi vật sẽ nói tên của mình nhé. Đây là chúng ta thử này, để cho một người dễ nhìn nhé. Nào thử nào. Ôi không hay lắm, nó thôi bỏ cái này ra, chúng ta vào lệnh này thôi, nói Chậm. chậm quá. Đây này ta dùng lệnh này nhé, để cho nói. Đây đây, con cua thì nó là cua nhé, con chó thì nó là chó, cánh cam, nhưng mà các con vật là tự nói tên của mình ra là nó khác nhau, mỗi một con có một cái tên riêng. Đấy, thì đây là cách chúng ta đặt tên cho mỗi con vật, mỗi một phân thân là một cái tên riêng, phải dùng một cái biến nhớ riêng đấy nhá. Đấy thì bạn này Thầy là ơi, thầy giảng lại cho con, giảng lại từ đầu cho à, từ đầu của con, trời ơi con phải nghe lại, thầy không trả lại đâu, mất 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 thời gian lắm, bị con lắm, sau này con phải nghe xem lại cái video của thầy nhé. thầy có gửi video lên YouTube không thầy? Gì cơ? Thầy có gửi video lên Có chứ, có đủ, lúc nào chỉ có video nhé. Đấy thì bài này là bài, ta ghi lại nhé, bài này là bài số Bố con tất cả đều là chó. được không? Chó là chó riêng, chứ chó như cua là Không cánh biết nữa, chả được gọi là chó. về Chó ba ba nha, bốn con nói tên của mình nhé, nói tên của mình đấy, thấy chưa khó đúng không? Đấy, các bạn thấy sang cái những cái phần liên quan đến clone này là mặc dù nó rất đơn giản thôi nhưng mà là khó. Đấy, thì các Thầy ơi, bạn em đã gửi ạ. làm được chưa? Thầy ơi, em Làm được đã thay chưa? đổi ạ. Cái gì mà lại thôi. Chờ năm thôi. Chúng ta nhớ lại là cái tên là cái nó, chỗ này nhé, cái biến name này, biến name là cái biến này này, thầy cho các bạn xem cái biến name nhé, là cái biến này này. Đấy là cái biến dạng list, dạng dãy nhé. Đó thì các bạn làm thế nào, làm như kỹ bài của thầy, nó chỉ có hai đấy, nó chỉ có hai gì Con không hiểu sao tất cả đều nói là chó. à, vì sao biết vậy không? Vì cái biến nhớ tên ấy là cái con không đặt, nó là chỉ là biến nhớ riêng, mà con đã đặt là biến biến chung thì nó bị thành như thế thôi. Bây giờ phải đặt là cái biến tên mình đặt lại, biến tên đặt lại là biến riêng nhá. Thế Vâng, này khi đặt lại, khi đặt biến ấy, chúng ta đặt biến, chúng ta nhớ đặt lại biến là biến này này,
Ở đã đặt đây nhớ là for this price only, là cái bên nhớ riêng của từng của từng nhân vật, chứ không phải bên này nhé. Để bên này là lần nó là bên nhớ chung, bên này là biến riêng, chúng ta chú ý chưa? Đấy, chúng ta như vậy chúng ta chú ý nhé. Mỗi một cái, để thầy vẽ một tí, mỗi một cái biến nhớ, một cái biến nhé, thì nó có hai loại. Một loại là biến chung, hai là biến riêng. Biến riêng nhé, đó. Biến chung là biến gì, nó là biến chung, nó gọi là gì tiếng Anh, nó là cái biến mà đây là nó là cái biến mà for all price, đúng không? Này, cái biến chung này là nó viết là for all price. Đấy, còn biến riêng là for this price only. Thì chúng ta phải chọn cái biến tên ấy, là cái biến riêng. Thì biến riêng này thì mà đây này, con vật đấy nhá, phân thân thì mỗi biến riêng nó là của riêng, của từng phân thân một đó. Còn là biến chung thì nó là biến chung của tất cả là một. Cho nên bạn có bạn đặt tên là biến chung thì nó sẽ không hiện tất cả, nó sẽ đều đó là chó hết, là một con hết, nhưng mà là để biến riêng thì nó mới như thế này. Đấy. Chỉ dạng này nhé. Đặt lại nào, cho đặt lại biến nào. Chúng ta xóa cái biến tên cũ đi, đặt lại cái biến mới, đặt lại cái biến tên mới, đặt lại là gì? Đặt lại biến riêng thì sẽ được ngay. Nhé. Em đã cả ba bài lên nhóm sách rồi ạ. Gì cơ? Những má chó là kinh cảm về chó là chó thiên này chỉ kinh cảm với kinh cảm này chỉ chó. Nó làm thế nào? Em đã học ba bài lên nhóm sách rồi ạ. Ừ. Thầy ơi, cô mở cái chương chút sai ạ. Xem lại đi. Của con cũng vừa thôi. Nó cứ chó thì lại kiểu kinh cảm, mà kinh cảm thì lại nói chó. Thầy ơi, thầy ơi, thế sao của em nó mấy con còn lại đều nói tên hết mà có mỗi con mèo nó không nói tên rồi ạ? Chứ mèo không nói à? Vâng ạ. Thì chắc em chưa ẩn đây, chứ là con đây không phải là con hay là con đấy không phải là con nhân vật gốc rồi, em không có ẩn đi. Nhân vật gốc phải ẩn đi, chỉ có là phân thân thì mới hiện thôi. Phân thân hiện thì cho nó nói, còn con nhân vật gốc là phải cho nó ẩn đi. Kiểm tra lại nhé. Con không hiểu sao con tức sai thầy ạ. Con kiểm tra tất cả.
ơi. Con tôi nói là chó ấy, tất cả đều nói là chó. Đây là lỗi là do là con cái bên nhớ tên nên là con không đặt là biệt lần là biệt bên là biến riêng. Vâng, con bật biến riêng rồi thầy. Sao lại thế nào? Chắc là không phải, thì nó giống nhau thế chứ. Thôi, con mở video xong cái con làm xong rồi con bỏ qua studio riêng của con đồng thời. Sai ạ. Con thấy nó khó không nhỉ? Nhưng mà cái phần này là khó, là nó luôn là cái phần liên quan đến phần thân này là khó mà nhé. Con tất cả bốn con đều bây giờ chúng ta sẽ làm sang một bài tập tiếp theo này. Bài chúng ta dừng lại nhé. Bây giờ làm bài tiếp theo này và chúng ta sẽ thấy là dùng dùng Scratch nó hay như thế nào nhé. Bây giờ thầy đóng lại này, thầy new mới này, các bạn vừa dùng ghi thầy ghi rồi nhé. Bây giờ như này, bây giờ thầy làm bài như sau này. Bây giờ thầy đây, thầy tạo ra nhân vật là cô giáo này, cô giáo đứng đây nhé. Bây giờ thầy tạo ra một nhân vật số 2. Thầy tìm người khác hay hay một tí nhé, một cậu học sinh nhé. Đấy, trong cộng này có bao nhiêu người nè? Thôi được, không chọn. Thôi được, có 3 người đấy nhé. 3 người. 1 này, 2 này, 3. Được chưa? Đây, bây giờ thầy làm như sau này. Bây giờ thầy sẽ tạo ra 3 bạn với 3 tên khác nhau nhé. Bất kỳ, ví dụ như là đây, ví dụ là bạn 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 này này đặt tên là Hương này, bạn này đặt tên là Lan này, bạn này đặt tên là Hùng nhé. Các bạn đứng lên, một bạn đây, bạn hai, bạn thứ ba ở đây nhé. Sau đó thì làm cô giáo mới hỏi là Hùng đâu, thì Hùng bảo là em đây. Cô giáo lại bảo là Lan đâu, thì Lan bảo là em đây. Cô giáo bảo là Hương đâu, thì Hương bảo là em đây. Đấy, nhưng mà là có cái sự trao đổi giữa giáo viên và học sinh theo đúng từng tên học sinh một, mà chỉ cần một nhân vật là học sinh thôi nhé. Đây, nhân vật này thì đặt tên là nhân vật là cô giáo này nhé, cô giáo này. Nhé, cô giáo nhé, cô giáo này. Nhân vật này là tên chung là học sinh này, học sinh đúng không? Học sinh thì là có nhiều tên,
đây giả sử như mình giả sử như thì đặt tên cái cho cái người này là đây cái người này bạn này tên là gì, bạn này nam nam hay nữ nhỉ? Bạn này là nam hay nữ? Nam tên là Hương ạ. Nữ à, không thể đặt tên, đặt tên nhé. Thế Bạn tên này là Hương Lan đúng không? đặt tên bạn này là nam đúng không, nam hay nữ? Bạn này là nữ đây, bạn này là nam, nhưng mà là thôi bạn này là nam đi. Đặt tên bạn này là là Vinh này. Đây là Vinh nhá. Bạn số 2 này đặt tên là Lan nhá. Và bạn thứ 3 này đặt tên là Hùng nhé. Hùng. Hùng. Rồi. Thế bây giờ như sau này. Bây giờ cho ba bạn này, thầy cho ba bạn này nhỏ lại một tí cho nó hay nhé. Để thầy đặt tên cho ba bạn này nhé. Đây. Thầy trước tiên thầy vào cái lệnh này. Thầy cho ba bạn này nó bé đi một tí để cho nó dễ nhìn thôi. Set size là 70% nhé. Rồi. Ở đây là một này, ở đây là hai và ở đây là ba nhé. Rồi. Đó. Thế bây giờ mà thầy sẽ tạo ra lập trình cho ba cái cho một cái người này, tạo ra ba ba cái phân thân. Xong nó di chuyển trên màn hình một lúc cho nó thoải mái đi. Đấy, sau đó là đứng im. Sau đó là giáo viên sẽ hỏi là đây, giáo viên sẽ hỏi là Vinh. Vinh là ai? Thì Vinh sẽ bảo là em đây. Cô giáo sẽ hỏi tiếp là Lan là ai? Lan Lan bảo là em đây. Cô giáo hỏi là Hùng là ai? Thì Hùng sẽ bảo là em đây nhé. Như vậy là một cái bài tập mà làm mà có trao đổi giữa hai bên, nhưng mà là sử dụng cái công cụ là phân thân, được chưa? Rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình nhé. Đây. Đây, bìa này nhé. Bìa thầy sẽ ba vì ba bạn này là Vinh, Lan, Hùng. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái nhân vật, tạo ra một cái list, một danh sách với ba tên đó nhá. Name này. Đây. Đầu tiên là gì? Để xem lại được rồi. Đầu tiên là Vinh. Đầu tiên là Vinh, đúng tên chính xác của mình nhá. Người thứ hai là Lan. Và người thứ ba là Hùng. Được chưa? Ba người nhé, ứng với ba ông số thứ tự của nó là 1 2 3 nhé. Rồi. Bây giờ như này để thực hiện như này nhé, bây giờ thầy không cần thiết phải ấy. Nha. Thế bây giờ nhân vật này. Nhân vật này nhé, bây giờ thầy tạo ra hai cái tên riêng. Bấm vào đây. Thứ nhất, thông thường đối với các cái nhân vật mà các bạn chú ý này, với các nhân vật mà dùng 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 phân thân ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến đầu tiên đặt tên là biến biến ID. Biến ID là chỉ cái là chỉ cái ID là cái chỉ số của nhân vật đó. Thông thường là ID bằng 0 thì là nhân vật gốc. Còn ID là bằng 1 trở lên thì là nhân vật phân thân. Ở đây chúng ta sẽ chỉ ghi như sau. ID bằng 0 là nhân vật gốc. ID bằng 1, 2, 3 là ba bạn đó nhá. Thành nhân có những chọn là chọn là nhớ chọn đây này. Chọn là cái này nhá. Là biến nhớ, là biến nhớ là kiểu riêng này. Bấm OK. Đó là một loại biến, biến ID. Chúng ta tạo một biến thứ hai. Vẫn là biến riêng nhá, biến riêng. Đặt tên là tên để gắn cho từng ngày một. Từng bạn một. Rồi. Bây giờ thì làm như sau. Nhân vật gốc thì là chuyển cho nhân vật gốc trước nhá. Nhân vật gốc này sẽ làm là thầy ẩn đi này. Đây, thầy biến tên là biến chung hay biến riêng ạ? Riêng hết, riêng. Hai cái biến này là biến riêng hết nhá. Hai cái biến này biến tên và biến ID là riêng cả. Nhá. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này là dùng để tạo ra lập trình cho nhân vật gốc này, thì ẩn đi này và thầy đặt cho cái ID bằng 0. Đấy. Thông thường là cái ID này là dùng để chỉ như sau này. Mà chỉ thông thường như này nhé.
nhân vật gốc thì ai thì ID bằng 0. Còn ID mà lớn không thì là nhân vật phân thân. Ở đây chúng ta skill ID là 1 2 3 ứng ba bạn. Ứng với ba bạn ở đây. Như vậy là ID bằng 1 thì là Vinh, ID bằng 2 là Lan, ID bằng 3 thì là sẽ là gì? Sẽ là Hùng. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình nhá. Đây. Bây giờ ẩn chúng ta lập trình cho học sinh này. Đây là nhân vật thứ nhất, đây là ẩn đi này. Ẩn đi đặt là kích thước là 70 này. Đặt ID bằng 0 là nhân vật mẹ này. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh này để chúng ta repeat 3 lần để tạo ra 3 phân thân. Được chưa? Ứng với là 3 cái tên. Chúng ta làm nhé. Đây. Thì đầu tiên trước khi tạo phân thân thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ dùng cái biến này để chúng ta gán này. Chúng ta sẽ change ID by 1. Tăng ID lên 1, 2, 3 với từng người 1. Như vậy mà khi tạo ra phân thân ấy, thì nó sẽ có cái ID là 1, 2, 3. Được chưa? Đã ID bằng 1 này. Sau đó chúng ta sẽ set cái tên của nó. Tên là tên của từng người 1 nhé. Tên này. Đấy. Đặt tên cho từng nhân vật 1 là cái gì? Là cái này. Chúng ta vào cái lệnh của cái name này nhé. Chúng ta vào cái lệnh này này. Cái lệnh item lấy ra phân tử này. Lấy ra phân tử thứ chúng ta chọn cái ID ở đây. Đây. Kéo ID vào. Là cái tên thứ Y. Trong cái tên này ta kéo vào đây. Gắn cái tên thứ ID này vào cái tên này nhé. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo khởi tạo, chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta chưa xong, chúng ta sẽ phải đổi đã, chúng ta sẽ phải chuyển đây suite custom to đổi trang phục to ID đấy. Cái này là mới nhất, cái lệnh này rất hay này, ID này đây. Như vậy là ba lệnh này là như sau này, ta tăng cái ID lên một đơn vị này, nó là ba lần này và gán cái tên này là cái tên thứ Y, thứ ID của cái name và chuyển thành trang phục ID là thứ tự của nó, như là như ống ấy. Lặp lại ba lần. Và với mỗi lần như vậy thì chúng ta khởi tạo cái clone. Khi khởi tạo xong 3 ngày này thì chúng ta đặt lại cho nhân vật gốc nhỉ, đặt lại ta bấm đây để ta đặt lại cái lệnh này set ID bằng 0 để trả lại cái giá trị gốc ban đầu cho nhân vật gốc. Đấy. Đây thì đây là cái lệnh nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lập trình cho cái cho gì, lập trình cho cái người cho cái gì? Lập trình cho cái clone. Đây, clone. Khi mà start as a clone thì là chúng ta sẽ cho nó di chuyển ở đâu đó đây nhé, có thể cho nó di chuyển ngẫu nhiên cũng được. Đây, chúng ta sẽ cho nó move go to nhé. Y thì là y chúng ta cho di chuyển thoải mái đi. X thì cũng di chuyển thoải mái thì chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta cho nó di chuyển ngẫu nhiên thì là x gì sẽ chọn ngẫu nhiên. Đây, nhớ nó dễ ăn nhé, tôi mở to cho nó dễ nhìn nhé. Thầy chọn câu tu con đừng có gì dừng luôn thầy. Sao cho nó chọn cái phần motion câu tu random position luôn thầy. Nhưng mà cũng được, nhưng thầy không muốn cho họ vào sát cái cô giáo này, thầy muốn ở chạy phía bên phải này thôi này. Đấy, để chơi câu thu ngẫu nhiên thì thật không thể nó va chạm vào cô giáo, không thích, thì muốn ở bên phải này để dễ nhìn nhé. Thì là đây là xy này, xy sẽ ở bên phải thôi, xy sẽ ngẫu nhiên từ 0 cho đến là 200, nhưng mà nó ở bên phải màn hình thôi. Đấy. Còn y là sẽ di chuyển từ trừ 120 cho đến trừ 100 đến 100 cho nó nằm ở đâu đó trên ở bên phải màn hình thôi nhé. Đấy, thì vì thầy không muốn cho nó ngẫu nhiên hoàn toàn thì nó dính vào cô giáo thì là cô giáo không hỏi được. Đó, thế đây là ban đầu thì là như thế này. Chứ mà thầy cho thêm mình nữa là cho nó đang hiện đã nhé. Lúc này show ở bên này là nó ẩn đi này,
tạo clone nó ẩn đi, xong bên này là nó mới hiện ra. Được chưa? Đấy, chạy thử nhá. Xem nó như thế nào nhá, đây này. Đấy, ba người rồi nhá. Bộc bộc chạy chạy tắt đi này lại này. Đấy, nó rất là ngẫu nhiên đúng không nào? Đấy, nó ngẫu nhiên nhá. Rồi. Nhá. Được chưa? Rồi, thế bây giờ sau khi mà các bạn làm là các bạn nhập cái này vào đi. Sau đó thì cô giáo bắt đầu hỏi. Đấy. Sau cái này rồi cô giáo bắt đầu hỏi nhá. Cô giáo mới hỏi là ví dụ như là đấy, ba bạn này tên là gì nhỉ? Xem lại tên của ba bạn này nhé. Thầy không nhớ tên lắm. Ba bạn này tên là đây. Tên là Vinh, Lan và Hùng nhé. Cô giáo mới hỏi là ai là Vinh? Thì Vinh bảo là em đây. Cô giáo mới hỏi cô giáo hỏi một cách ngẫu nhiên thôi. Ai là Lan? Thì Lan bảo là em đây. Cô giáo hỏi là ai là Hùng? Thì Hùng bảo là em đây. Đấy, khó hơn đâu, vì lập trình rất là khó nhé, vì chúng ta cùng nhau lập trình chuyện đó nhé. Đây. Khi mà xong này rồi thì cô giáo bắt đầu hỏi. Thì chúng ta sẽ lập trình xong cái này nhé. Ở đây cũng thể là khi mà tạo xong rồi. Đây thì thì biệt tôi muốn lập trình như sau. Giáo viên này, tức là khi là hỏi, chúng ta bấm space thì cô giáo viên mới hỏi nhé. Đây, chúng ta lập trình. Đây. When, khi mà giáo viên đây nhé, khi chúng ta bấm space thì mới hỏi, không bấm space thì không hỏi. Giáo viên hỏi xong, giáo viên trả lời. Đây nhé. Rồi. Đây. Giáo viên sẽ như này. Giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên sẽ đây, giáo viên sẽ làm như sau. Bây giờ giáo viên sẽ cần một biến nhớ chung. Chúng ta tạo một biến nhớ là STT chung, dùng để chỉ cái học sinh mà giáo viên muốn hỏi nhé. Đây. Thì đầu tiên giáo viên là chọn STT là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Ứng với là ba bạn đó, giáo viên sẽ hỏi bạn đó. Đấy, được chưa? Giáo viên sẽ hỏi là ai là người một thì giáo viên hỏi ai là Vinh, người thứ hai giáo viên hỏi ai là Hùng, người thứ ba ai là Lan, người thứ ba ai là Hùng. Đây. Giáo viên hỏi như sau, giáo viên dùng lệnh này, giáo viên dùng cái lệnh này để hỏi này, dùng cái lệnh lúc này. Đây. Nhá. Yeah. Lệnh này thôi, lệnh này. Ai là, đây chúng ta nối lại nhé, chúng ta nối lại. Ai là Hùng? Đây, nối đây. Ai là, đúng không? Ai là thì đấy, ai là Hùng thì chỗ này chúng ta phải nối vào, dùng cái gì, chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng cái này ta nối vào đây ai tầm này này đấy, chúng ta nối cái STT này sang này đấy. ST là biến chung nhé. Đây. Còn chúng ta muốn cho thành câu hỏi nữa, chúng ta nối vào thêm một lần nữa để nó sẽ yên tâm. Đấy, ai là này. Nhá. Đây này. Ở đây có câu hỏi. Đấy. Đã đưa cái này vào đây. Đấy, ai là Hùng? Được chưa? Đấy, giáo viên hỏi. Đây là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thì tôi bấm space nhé. Này, ai là Vinh? Thấy không nào? Đấy. Bây giờ để hiện là một nhé. Một là một giây đây. Ai là Hùng? Ai là Lan? Ai là Lan? Ai là Hùng? Ai là Hùng? Ai là Vinh? Câu hỏi hiện ra là ngẫu nhiên. Được chưa? Rồi. Khi giáo viên hỏi thì học sinh trả lời. Thì sao nhỉ? Muốn một học sinh trả lời, giáo viên phải gửi một cái thông điệp cho học sinh, yêu cầu học sinh trả lời. Đây, giáo viên sẽ vào event và giáo viên dùng lệnh là broadcast, gửi một thông điệp cho học sinh. Đặt tên là gì? Đặt tên là trả lời đi. Đấy. Gửi thông điệp cho học sinh. Đây. Giáo viên hỏi rồi, giáo viên hỏi, sau đó giáo viên sẽ gửi thông điệp nhé. Hay là gửi trước được. Thôi, gửi đây nhé. Thế này là hiện xong cái đấy mới trả lời à? Thôi được, để hiện để hiện một giây nhé. Đấy. Gửi ai là Lan? Lan sẽ trả lời nhé.
gửi thông điệp, anh trả lời đi. Đó. Cho nên tôi bây giờ có thấy khó không nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điều khiển này, rất là hay này. Khi giáo viên là hỏi là ai là, thì giáo viên muốn hỏi người đó chính là cái người này là người có con số tự này. Thì bên này này, cái bia điều khiển khó này, giáo viên là điều khiển đến từng nhân vật một nhá. Thì ai mà có cái ID bằng cái ST này thì người đó sẽ trả lời là em đây nhá. Được chưa? Bia vào đây này. Đây. Đây nhá. Đây này. When này. When khi mà nhận được thông điệp trả lời đi thì sẽ trả lời như nào nào? Thì bạn nào là có cái ID trùng ST thì mới trả lời đây. Chúng ta phải có cái lệnh nếu đây nhá, nếu này. Nếu, chỗ này là khó đây này. Khó nhá, nếu này. Lượng bằng nhá. Nếu nếu mà clone mà có ID bằng STT, ST chính là cái tên mà giáo viên đưa ra đấy, bằng thì người đó mới trả lời nhá. Thì trả lời là em đây, em đây ạ, em đây. Em đây ạ. Đấy. Bây giờ ta sẽ là rất đơn giản thôi, nhưng bài này là khó đấy, dù là dù đơn giản. Cách, đây là bài này mô tả khó hơn, là cách một nhân vật ở bên ngoài có thể điều khiển đến từng clone một như thế nào. Đấy. Phải thông qua cái ID nhé, vì ID nó là cái bên riêng của từng nhân vật một. Đấy. Vì chúng ta cùng nhau ta thử nhé, đây này. Chạy thử nhé. Rồi lấp nhau. Đây nhá. Giáo viên hỏi này. Ai là Lan? Đây em đây ạ, à, này. Thành có nào? Giáo viên hỏi tiếp nhá. Ai là Lan? Em đây ạ. À. Lan xuất nhiều thế. Chọn đi Lan nhiều rồi. Chọn là từ hôm dòng điện. Hôm điện điện. Spray. Ai là Hùng đúng không? Em đây ạ, à, đúng không? Ai là Vinh? Vinh như này, đấy. Ai là Lan? Em đây ạ. À. Ai là Vinh? Đấy, đúng rồi đấy, nhá. Đấy các bạn, các bạn làm bài này thế nào? Bài này là bài khó hơn đấy, bài này là bài khó mà chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Cẩn thận, thật cẩn thận bài này nhé. Thầy ơi, để em xem ạ. Lần quá học sinh rồi. Để em sẽ ra xem bài này. Đây là B34. Giáo viên hỏi học sinh. Đấy, đang xem học sinh đây nhá. Đó, các bạn làm bài này đi, khó đấy, bài này khó. Về nhà là xem lại cẩn thận nhé, thầy sẽ đưa cái này lên mạng nhé. Thầy ơi, em up bài này lên nhóm Slack rồi ạ. À, cái này nhanh thế. Xong rồi ạ. Ừ. Rồi bạn khác chưa làm xong. Nào, các bạn làm thế nào? Đây là cái bài mà sử dụng đầu tiên các bạn, những bài đầu tiên mà học về cách điều khiển clone nhá. Thank you.
Thầy, thầy cho em hỏi, ở chỗ cuối á, khi bấm vào lá cờ xanh đó thầy, thì mình đặt y thần làm sao cơ? Đây đi thần rồi thì nó có bằng được sờ tê tê không thầy? Gì? Không hiểu hỏi cái gì? Lúc em bấm vào lá cờ xanh đó thầy, thì con nào nó nhập nói thầy. Nào, mình thầy đưa cái bài lên mạng nè. Để chúng ta nhá, cùng nhau làm nhá. Đây mình đưa cái bài lên mạng này. Meet. Em đưa chấm. Quả cái này không nhỉ? Đây. Bây giờ thầy vào đây. Đi lên mạng mọi người coi. Thầy ơi, thầy quay trở lại chỗ cô giáo đi cô. Khi thầy. Đợi thầy đi. Thầy làm, thầy đưa lên mạng tiếp theo thôi. 31 này. 31 này. Rồi. Giờ share. Phần thân. Bài học về clone nhé. Đây dẹo thôi, thầy làm này một tí thôi. 31 này. 32. Share. Bên này là 4 phần thân. Ba share. Đây là 34. Để thêm tiếp theo nữa nha. Phần thân. Bấm space. Giáo viên hỏi học sinh, phần tên học sinh. Rồi thế bây giờ thầy vào cái chỗ mai chỗ này sao nhỉ, My Studio nha. Rồi 31 rồi, 31 đan. Ba hai. Ba ba. Đây là 34. Rồi. Đây, em muốn xem câu, có xem phần nào? Đây là học sinh nhá. Đấy. Ơi. Thầy, lúc trước thầy bỏ, vừa lấy thầy bỏ cái gì chưa làm xong hả thầy? Không hiểu. Tức là đây, tôi nói như đây chỉ là bài tập đầu tiên thôi. Còn đến nửa buổi sau, chúng ta sẽ làm cái bài khó hơn, khó rất nhiều. Đây hôm nay là cái buổi là học vài cái dự án đơn giản đã nhé, chưa có gì là sâu đâu.
đến những buổi sau thì bắt đầu chúng ta làm những cái bài tập mà khó hơn mà có ý nghĩa hơn nhé. Thầy ơi, trong cái lớp này là con làm về môn thầy. Con làm xong chưa? Xong chưa? Rồi ạ. Ừ, thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, thầy hơi mệt mệt. Thôi thầy hơi mệt mệt nhé. À, chúng ta nghỉ ở đây thôi nhá. Thầy ạ. Ừ. Dạ. Ừ. Thầy.